Hồ Quỳnh Hương là một trong những cái tên nhận được nhiều chú ý từ công chúng trong thời gian gần đây khi cô thực sự tái xuất và có những hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Nữ ca sĩ luôn có sự đầu tư chỉnh chu cho vẻ bề ngoài của mình. Mới đây, Hồ Quỳnh Hương đăng ảnh khoe khéo thân hình thon thả lên trang cá nhân. Có thể nói đây chính là điểm mạnh hình thể rất ấn tượng của nữ ca sĩ ở tuổi 43. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giữ được vẻ ngoài trẻ trung, một phần quan trọng chính là nhờ chế độ ăn thuần thực vật đã được cô duy trì suốt 15 năm qua. Việc ăn rau củ quả đã giúp cho Hồ Quỳnh Hương nuôi dưỡng được tâm trí nhẹ nhàng, từ đó góp phần làm tiêu tan mọi bệnh tật. Hồ Quỳnh Hương còn chăm thanh lọc cơ thể bằng nước chanh ấm pha với mật ong để thêm khỏe khoắn sau mỗi ngày làm việc. Nữ ca sĩ chọn tập luyện yoga và chạy bộ để điều tiết hơi thở, chăm sóc sức khỏe cả từ bên ngoài lẫn tinh thần bên trong.